Dạ vâng, em Việt, salon ô tô An Bình có địa chỉ tại số 28 phố Cầu Duyện, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Xin kính chào quý khách. Hôm nay sắp đến nhân dịp sắp đến ngày lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 giải phóng miền Nam, em xin chung tất cả mọi người chuẩn bị có một kỳ lễ vui vẻ, an toàn. Hôm nay em xin quay chiếc xe Mazda 3 sản xuất 2016 biển Hà Nội, xe tư nhân, biển rất đẹp ạ, 30F60033. Chiếc xe Mazda 3 màu đen em đang quay cho quý vị đây. Tên tư nhân, giá em đang chào bán là 525 triệu có thương lượng. Xe cam kết nguyên bản, không đâm đụng, ngập nước, máy móc nguyên zin. Em sẽ quay một vòng của chiếc xe cho quý vị và anh chị được nhìn thấy. Xe thì đã đổ thêm mặt ga lăng ạ, thì cũng rất là bắt mắt, trẻ trung. Xe hiện tại với những chiếc xe từ đời 2013 trở lên thì quý khách vẫn có thể hỗ trợ được vay vốn qua lãi suất qua ngân hàng. Bên em sẽ hỗ trợ quý khách tất cả các thủ tục đó. Màu đen huyền bí rất là đẹp ạ. Màu đẹp, biển đẹp ạ. Lốp dày. Sau đây em sẽ mở phần nội thất cho quý anh chị nhìn thấy phần nội thất của chiếc xe này. Xe rất là mới ạ. Xe đi rất là giữ gìn. Thì quý vị đang nhìn thấy ghế rất là mới. Vô lăng rất là đẹp ạ. Quý vị đến xem xe thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại là 0969461221 ạ. Trước khi quý khách đến xem xe, quý khách có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho em để em gửi tất cả các thông tin mà quý khách yêu cầu. Khi quý khách ưng ý với chiếc xe của em qua hình ảnh hoặc qua cuộc nói chuyện thì quý khách cũng có thể dẫn theo thợ hoặc mang xe đi kiểm tra để đảm bảo chất lượng xe. Quý khách không phải lo phải mua phải những chiếc xe mà không ưng ý hoặc đâm đụng hay ngập nước. Xe rất là giữ xe. Sơ cua chưa hạ. Tiếp theo em sẽ quay phần máy của chiếc xe. Một mình em quay video nên là những cái đường nét hoặc là những cái góc quay nó không được đẹp, nên là mong quý vị và các bạn anh chị thông cảm cho em một chút vì hạn chế về người. Cả còn nguyên bản này, chưa dấu hiệu tháo rỡ. Thank you.
Em xin nhắc lại thêm một lần nữa, chiếc xe em đang quay video chào bán cho quý anh chị là chiếc xe Mazda 3 bản 1.5 sản xuất 2016, xe tên tư nhân, biển rất là đẹp. Giá em hiện tại em đang chào bán là 520 triệu. Quý khách vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 0969 46 121 để được xem xe và trao đổi thông tin về chiếc xe và giá cả. Em xin cảm ơn và kết thúc video tại đây.